Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần ô tô Trường Hải chính thức đưa vào hoạt động trung tâm ô tô tải Bus Taco Vĩnh Phúc nằm trên quốc lộ 2A đường tránh thành phố Vĩnh Yên. Trung tâm ô tô tải Bus Taco Vĩnh Phúc được đưa vào vận hành đầu tiên tại khu vực phía Bắc. Trung tâm xây dựng trên diện tích 25.000 m2, tổng kinh phí đầu tư gần 85 tỷ đồng, gồm 3 showroom liên kề và xưởng dịch vụ chuyên biệt theo từng thương hiệu Fuso, Taco Bus và Photon. Việc xây dựng trung tâm ô tô tải Bus Taco Vĩnh Phúc là một trong những định hướng chiến lược nhằm đảm bảo duy trì vị trí hàng đầu trong bối cảnh hội nhập khu vực, đáp lại sự phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Taco đã thực hiện chiến lược xây dựng hệ thống trung tâm ô tô tải Bus Taco bắt đầu từ năm 2016, trải rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước với tổng vốn đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Trong dịp khai trương, Trung tâm ô tô tải Bus Taco Vĩnh Phúc đã tổ chức chương trình trưng bày và giới thiệu các sản phẩm xe tải bus tiêu chuẩn khí thải Euro 4 hoàn toàn mới như Fuso Canter, Kia New Frontier, Taco Orin, Photon Omen, Photon M4 và Light up Taco Bus thế hệ mới cho khách hàng tại địa phương. Hệ thống showroom thông minh, xưởng dịch vụ công nghiệp được đầu tư quy mô, thiết kế hiện đại với nhiều công năng và tiện ích theo công nghệ 4.0. Theo kế hoạch năm 2019, công ty cổ phần ô tô Trường Hải sẽ đưa vào vận hành thêm 22 trung tâm ô tô tải Bus Taco tại các khu vực giúp phủ khắp mạng lưới phân phối theo tiêu chuẩn mới trải đều trên cả nước.